Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3221 chỉ có thể chờ đợi thôi. Đại trưởng lão thở dài một hơi rồi nói, chỉ có thể chờ đợi thôi. Vẻ mặt của ông ta bỗng nhiên nghiêm nghị, trong đôi mắt bộc phát ra toàn tính lạnh lẽo, nói cậu ta vậy mà dám đối xử với vấn thiên như vậy, thật sự quá đáng hận. Chờ lôi kiếp của cậu ta kết thúc đi, tôi xem cậu ta còn thứ gì để dựa dẫm, một tu giả của trái đất nhau nhỏ thôi mà cũng muốn làm sằng bậy với long tộc tôi ư. Thủy miều miều cũng không khỏi lo lắng, đường Tuấn bây giờ nhìn thì oai phong, nhưng chỉ cần lôi kiếp kết thúc thì rất nhiều cường giả của long tộc sẽ hợp lực tấn công, đến lúc đó mới thật sự là hiểm cảnh. Trên đài xả thân, một người một rồng cùng đại chiến, chính xác hơn thì vẫn là tử kim thần long bị ngược đãi Đường Tuấn xoay anh ta giống như xoay quả tạ vậy, hoàn toàn không có ý định sẽ buông tay lôi phạt ở trên bầu trời không ngừng đánh xuống, lôi phạt thăng cấp lên cảnh giới thần quân tổng cộng có 9 đạo, bây giờ đã qua được 7 đạo rồi. Cường độ uy lực của lôi phạt hình như là còn đang gia tăng hơn mấy lần trước. Ngao Vấn Thiên lúc này đã không còn sức lực để la lối gì nữa, toàn thân của anh ta bị cháy đen thành từng mảnh, khí tức mệt mỏi chịu không nổi nữa, trong ánh mắt lộ ra một sự căm hận và khiếp sợ lôi phạt thứ bảy của đường Tuấn vậy mà lại có thể so sánh với lôi phạt thứ 9 của bản thân anh ta. Nguyên nhân của điều này đương nhiên là do anh ta gia nhập vào, nhưng từ một trình độ nào đó mà nói thì tư chất của đường Tuấn tuyệt đối không chịu được như những gì anh ta cho rằng. Răng rác Một luồng lôi điện đánh xuống từ trên bầu trời, dọi sáng cả trời đất. Trong nháy mắt đánh vào trên người của đường Tuấn và Ngao Vấn Thiên. Trong nháy mắt lôi điện vào cơ thể, Vảy rồng của Ngao Vấn Thiên bị nổ tung, lộ ra máu tươi rầm rề và máu thịt, đau đến mức khiến anh ta phát ra từng tiếng long ngâm. Lúc này đã là lần lôi phạt thứ 8 rồi, đến cả Đường Tuấn cũng không thể ung dung đối mặt được nữa. Trong nháy mắt lôi điện vào cơ thể, tất cả thần văn, bổn nguyên lực đều hoạt động hết tốc lực, cố gắng luyện hóa sức mạnh của lôi điện. Mặc dù như vậy, khóe miệng của Đường Tuấn vẫn liên tục chảy đầy máu như cũ, anh cũng đã bị thương không hề nhẹ tên biến thái này. Audio điện tử võ tấn bền. Ngao Vấn Thiên thấy cảnh tượng này thì mắng to một tiếng trong lòng. Thể phách của Long Tộc đều vượt xa phần lớn tu giả, nhưng thể phách của Đường Tuấn vậy mà còn mạnh hơn Long Tộc rất nhiều. Rất nhiều cường giả của Long Tộc và Hải Tộc cũng hơi thay đổi sắc mặt, sự dũng mãnh của Đường Tuấn thật sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Trường 3222 tên này điên rồi sao? lúc này đây đường tuấn đã khiến long tộc mất thể diện lớn đến như vậy long tộc gần như là không có khả năng thả bọn họ đi nhóc đường cậu nhất định không được chịu thua đó khuyển ra tôi nếu như thật sự bị hầm thịt chó thì tiếp theo có biến thành quỷ cũng sẽ bám lấy cậu đó a à, bảo thầm nhủ trong lòng trên bầu trời lôi phạt thứ 9 rơi xuống ầm ầm lôi điện như vô số cây giáo bạc dài mấy chục mét xuyên thủng bầu trời dường như muốn chém nứt cả đất trời ngao vấn thiên nhìn thấy lôi điện đáng sợ như vậy thì thiếu chút nữa đã bất tỉnh nhân sự cái lôi phạt này còn đáng sợ hơn anh ta từng trải mấy chục lần ánh mắt của đường tuấn cũng cứng lại không xoay ngao vấn thiên nữa ngao vấn thiên lấy lại được tự do nhưng cũng không có bất kỳ sự vui vẻ nào lôi phạt trên bầu trời kia đã tập trung vững vàng về phía anh ta rồi anh ta hung tợn nhìn chằm chằm vào đường tuấn rồi nói anh nhớ đó cho tôi nói một câu ác nghiệt xong Ngao Vấn Thiên hóa thành cơ thể người, đưa ra toàn bộ tâm trí chuẩn bị ứng phó với lôi kiếp đang gần đến. Trong lòng anh ta đang vô cùng phiền muộn, lần này thật sự là bụng làm dạ chịu mà. Lôi đình thứ 9 hạ xuống đánh ở trên người hai người. Từng tiếng long ngâm vang lên, Ngao Vấn Thiên khởi động từng cái lá chắn pháp lực, cố gắng ngăn chặn lôi đình. Ngao Vấn Thiên không hổ là tu giả cảnh giới thần quân trung kỳ lá chắn pháp thuật vậy mà đã làm suy yếu không ít sức mạnh của lôi đình ngân quang của lôi đình trói mắt đã yếu đi không ít sau đó mới oanh phá cái lá chắn pháp lực của ngao vấn thiên ngao vấn thiên phát ra một tiếng long ngâm thảm thiết rơi xuống từ trên cao đường tuấn không hề tránh né thứ gì thậm chí còn không thúc đẩy sức mạnh của bổn nguyên và thần văn lôi đình không có chút ngăn cản nào mà đánh lên người của anh tên này điên rồi sao rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, tám đạo thiên phạt trước đó Đường Tuấn dùng cơ thể để xem, còn có thể thấy bên ngoài cơ thể anh ta thỉnh thoảng hiện ra hào quang óng ánh rực rỡ, có người suy đoán đó là sức mạnh của thần văn. Nhưng thiên phạt thứ 9 là mạnh nhất, Đường Tuấn vậy mà lại thu hồi tất cả bảo vật, dùng sức mạnh cơ thể gánh thiên kiếp, đây đúng là hành vi của kẻ điên mà. Thiên phạt tiến vào cơ thể, trong nháy mắt phần lớn máu thịt trên cơ thể của Đường Tuấn đều bị nổ tung, lộ ra xương cốt trắng toát như ngọc nhưng đáng sợ hơn là xương cốt cũng xuất hiện từng vết nứt giờ phút này đường tuấn giống như một bộ xương lộ ra được chút máu và thịt vậy tỏa ra vẻ kinh khủng dữ tợn nhìn thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu người cười khẩy và lộ ra vẻ mặt khinh thường thiên phạt đáng sợ đến nhường nào còn không thấy long thái tử cũng đã khởi động lá chắn lên ra sức chống đỡ hay sao nhưng sau một khắc thì đôi mắt của mọi người đều co rút lại chỉ thấy máu tươi nhễ nhại trên người Đường Tuấn vậy mà lại xuất hiện một sức sống mạnh mẽ, cơ thể đang dần khép lại. Là thủy hỏa thần văn dung hòa, sản sinh ra sức sống. Chương 3223 đây là tiên quang cấm kỵ. Đám trưởng lão của hải tộc liếc nhìn nhau, đều có chút khiếp sợ. Ở sâu bên trong máu thịt của Đường Tuấn, hai loại thủy hỏa thần văn đang dung hòa vào cùng một chỗ rồi chậm rãi xoay tròn. Tản ra từng luồng sức sống, chính sự sống này đã chữa trị cho cơ thể của Đường Tuấn rất nhanh. Công chúa Điện Hạ, chúng tôi sẽ bẩm báo chuyện này với hải tộc. Ánh mắt của những trưởng lão Long tộc lạnh lùng nhìn lướt qua Thủy Miểu Miểu, sau đó trầm giọng nói. Nếu như không phải Thủy Miểu Miểu đưa thần văn cho Đường Tuấn mượn thì không chừng giờ đây Đường Tuấn đã chết rồi. Trái tim vốn đang treo ngược của Thủy Miểu Miểu cuối cùng cũng được hạ xuống không hề để ý đến sự uy hiếp của các trưởng lão long tộc, ngược lại còn cười khẩy nói, long tộc không phải là tự xưng mạnh mẽ ư. Long thái tử của các người không phải là tự xưng muốn đi tới con đường vô địch à, hiện tại thì sao đây? Ánh mắt của các trưởng lão trở nên u ám, cũng không giải thích gì. Hừ, trước tiên cứ bắt giữ đường Tuấn lại. Đại trưởng lão của Long tộc nhìn cơ thể lảo đảo muốn ngã của Đường Tuấn, ánh mắt dần dần hung ác. Nhưng vào lúc này, dị biến sống lại. Sau khi lôi phạt thứ 9 đánh xuống thì lôi vân trên bầu trời tùy tiện tản đi, nhưng một khí tức càng áp lực hơn lại xuất hiện. Ở vị trí lôi vân, một chùm tia sáng sương mù ngưng tụ lại thành một điểm, mục tiêu nhắm thẳng vào đường tuấn. Chùm tia sáng vừa mới hình thành, không gian bốn phía cũng bắt đầu sụp đổ vỡ nát. Đây là tiên quang cấm kỵ. Chí bảo trong truyền thuyết có thể đặt ra nền móng vô địch cho cảnh giới thần quân nếu như có thể chống đỡ được thử thách của tiên quang, tu vi của người đó sẽ tương đương với cảnh giới vô địch. Có người nói, chủ tước thần quân mạnh như vậy là bởi vì từng trải qua một nửa thử thách của tiên quang. Giờ phút này đám người của hải tộc và long tộc đều thay đổi sắc mặt rồi thất thanh. Trình độ đáng sợ của tiên quang cấm kỵ đã vượt qua cửu trọng thiên phạt, nhưng lợi ích nhận được trong đó thì không cần nói cũng biết được. Ngao vấn thiên nằm ở mặt đất phía dưới, kinh ngạc nhìn tiên quang ở trên bầu trời kia, mờ mịt nói, làm sao có thể chứ? Đạo nhất độ kiếp cũng không có xuất hiện tiên quang cấm kỵ được, làm sao anh ta có thể xuất hiện chứ? Từ phương diện khác mà nói thì tiên quang cấm kỵ xuất hiện cũng đại biểu cho tư chất của độ kiếp giả, yêu nghiệt đến trời đất cũng không cho phép, nhất định phải giết chết anh ta. Đường Tuấn kinh hoàng trong lòng, anh cũng từng nghe qua truyền thuyết về tiên quang cấm kỵ, không nghĩ tới bản thân lại có thể gặp được. Trường 3224 trời phù hộ long tộc ta Nghe được đám người Long tộc nói chuyện, nụ cười trên khuôn mặt của Thủy Miểu Miểu chưa tắt, không cam lòng nói, Tiên Quang cấm kỵ là cơ duyên của anh ta, Long tộc các người vậy mà lại muốn cướp đoạt, từ lúc nào mà Long tộc đã trở nên vô sỉ như thế vậy? Không sợ đánh mất thể diện của Long tộc ư? Các trưởng lão của Long tộc cũng không tức giận, ngược lại nghiêm túc nói, chúng ta là vì thái tử, là vì tương lai của Long tộc mới ra tay cướp đoạt, cho dù là Long thần cũng sẽ hiểu và bỏ qua cho bọn tôi thôi. Còn có người nói quá đáng hơn, lạnh lùng nói, loại bảo vật tiên quang cấm kỵ này đưa cho đường Tuấn thì cậu ta cũng không có phúc để mà hưởng đâu. Nói không chừng sẽ bỏ mình rồi tiêu tan dưới tiên quang cấm kỵ, chúng tôi cướp lấy tiên quang ngược lại là cứu một mạng cho anh ta. Thủy miều miều tức giận tới muốn mắng người, nhưng các trưởng lão hải tộc lập tức kéo cô ta lại, nói, điện hạ, loại bảo vật tiên quang cấm kỵ này thật sự quá hiếm thấy, nếu như không phải lực lượng chúng ta không đủ thì bọn tôi cũng muốn ra tay tranh giành rồi. Thủy miều miều thở dài một hơi, lo lắng nhìn đường Tuấn. Cùng lúc đó, thần long trong vùng đất hóa rồng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, thậm chí ngay cả tiên quang cấm kỵ cũng đã xuất hiện rồi, thiên phú của tên nhóc trái đất này có chút ngoài dự liệu của tôi rồi. Ông ta nhìn xa về khoảng không nào đó, lẩm bẩm nói, có thể đây cũng là cơ duyên của tôi. Tinh vực bạch hổ, cơ thể to lớn của bạch long thần quân vây quanh ở trên một núi thần, bỗng nhiên mở mắt, hai chùm tia sáng bắn ra từ trong con ngươi của ông ta xuyên thủng cả hư không, cười lạnh nói, vậy mà có thể dẫn đến tiên quang dáng thế, cậu có thể giữ được phần cơ duyên này hay không đây? Trong một động tiên ở một tinh hải không rõ, một ông lão có mái tóc trắng xóa cười to rồi nói, ha ha ha, tiên quang dáng thế rồi, thật sự là ông trời giúp tôi mà. Nói xong, ông ta lập tức biến mất tại chỗ. Tiên quang cấm kỵ rất có sức hút với tu hành giả trong thời gian cực ngắn thì luồng khí tức đó đã bị một số tu hành giả cổ xưa cảm ứng được. Đường Tuấn còn không biết sự xuất hiện của tiên quang lại rước lấy ham muốn của nhiều người đến vậy, anh ngước nhìn tiên quang, vẻ mặt khiếp sợ mới bắt đầu thay đổi thành bình tĩnh, sau đó lại chăm chú. Tiên quang tuy rằng còn đang hình thành giai đoạn đầu nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó đã khiến anh cảm thấy khủng khiếp rồi. Xoàn xoạt. Đúng lúc này, đại trưởng lão của Long Tộc dẫn đầu các tu giả của Long Tộc bay vút đến, quá to cút ngay, tiên quang thuộc về long tộc ta. Đại trưởng lão ra tay, hóa thành một con ngân long, bàn tay bắt tới phía đường Tuấn. Không gian nghiền nát một mảng lớn, một lực trùng kích đụng vào trên người đường Tuấn, khiến anh học ra ngụm máu tươi. Chờ tôi thu lấy tiên quang rồi sẽ tới tìm cậu tính sổ sau. Đại trưởng lão không nghĩ tới một kích của bản thân lại tạo thành vết thương như thế cho đường Tuấn, không khỏi cười khẩy một tiếng. Nhưng ông ta cũng không có dừng lại, tiếp tục phóng về phía trước. Cơ thể của đại trưởng lão hóa thành một ảo ảnh, bàn tay bắt lấy tiên quang, cười to nói: "Trời phù hộ Long tộc ta." Chương 3225 tất cả mọi người đều không rõ vì sao. Nhưng một khắc sau thì ông ta cũng không cười nổi nữa, tay của ông ta đụng vào tiên quang vậy mà đã bị tan rã giống như băng tuyết, trực tiếp biến thành hư vô. Với tu vi bây giờ của ông ta đã sớm có thể hồi phục lại phần bị mất nhưng bàn tay biến mất của ông ta lần này thật sự là tiêu tán rồi không có khả năng hồi phục nữa không chỉ có như vậy pháp lực trong cơ thể ông ta cũng bị tiên quang chiếm đoạt hơn phân nửa đại trưởng lão hoảng hốt không bất chấp bắt lấy tiên quang nữa mà nhanh chóng lùi cơ thể ra sau những trưởng lão khác của long tộc cũng chú ý tới một cảnh này trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ tất cả mọi người đều không rõ vì sao thủy miều miều không ngừng cười nhạt nếu như không phải cường giả hải tộc ngăn lại thì e là cô ta đã đi ra trêu tức rồi. Ngao cực, ông sống tới ngần ấy năm rồi mà cũng không biết cách lấy được trước khi tiên quang chưa thành hình nữa à. Đúng lúc này, một âm thanh già nua mang theo ý diếu cợt vang lên. Một ông lão có mái tóc trắng xóa xuất hiện ở trong sân, cơ thể ông ta còng lưng xuống, hai tay chắp ở sau lưng, giống như một ông lão gần đất xa trời. Nhìn thấy người này, vẻ mặt của đại trưởng lão long tộc ngao cực hơi thay đổi nói dương thịnh ông muốn làm gì đấy nghe được ngao cực hô tên của người này lên khiến mọi người đều kinh hãi trung ương ngân hà có bác sĩ thần cũng có thầy luyện khí cấp thần am hiểu luyện chế các loại bảo vật quý hiếm vị tôn giả trong truyền thuyết là ngự tôn giả có chiến lược đệ nhất chính là một vị thầy luyện khí cấp thần thuật luyện khí trong toàn bộ tinh hải không có người nào sánh bằng Ông lão Dương Thịnh trước mắt cũng là một vị thầy luyện khí cấp thần, hơn nữa còn có quan hệ sư huynh đệ với Ngự Tôn Giả. Cái thân phận này còn khiến người ta phải kiêng rẻ hơn là cái thân phận thầy luyện khí cấp thần kia. Có được sư huynh có chiến lược đệ nhất vũ trụ thì hầu như không ai bằng lòng đắc tội với Dương Thịnh cả, nói là tung hoành cả tinh hải cũng không quá đáng. Mà Dương Thịnh cũng coi đây là quang vinh, bình thường ỷ lại vào cái thân phận này mà không kiêng nể gì cả, ngay cả các chủng tộc lớn cũng dám đối nghịch. Dương Thịnh cười ha hả, ánh mắt tham lam nhìn tiên quang trên bầu trời, âm trầm cười lên rồi nói, gần đây tôi đang luyện chế một bảo vật, còn thiếu một vật làm trung tâm. Tôi thấy tiên quang này ẩn chứa bổn nguyên lực của trời đất, rất thích hợp để cho tôi sử dụng đây. Ông ta nhìn về phía ngao cực, khinh miệt nói, lẽ nào long tộc các người cũng muốn tranh với tôi à? Mọi người của long tộc giận mà không dám nói gì. mươi 3226 thật là nhát gan ông ta nhìn về phía đường Tuấn, trong đôi mắt đục ngầu chợt phát ra sát ý dày đặc, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ở cái nơi hoang vu hẻo lánh như trái đất vậy mà lại có thể xuất hiện một thiên tài như cậu, thật sự khiến tôi phải giật mình. Nói ra thì cậu còn phải cảm ơn tôi mới đúng, nếu như năm đó không phải tôi cầu tình với sư huynh, cũng sẽ không chỉ đơn giản là phong ấn trái đất như vậy đâu. Ngao cực hừ lạnh một tiếng, nói, Dương Thịnh ông đừng có làm bộ dạng đạo đức giả nữa, năm đó ông cầu tình cho trái đất là vì muốn luyện chế trái đất thành một cái bảo vật chỉ tiếc là đã bị ngăn cản ông còn vì vậy mà bị thương sắc mặt của dương thịnh phát lạnh nói ngao cực ông lắm mồm thế không sợ sư huynh của tôi tìm tới long tộc các ông sao ngao cực trầm giọng nói đừng quên tộc của tôi cũng có long thần dương thịnh xem thường nói long thần của năm xưa có thể ngang hàng với sư huynh của tôi nhưng tình trạng bây giờ của long thần thì sao chẳng lẽ các ông còn không rõ ràng ư sắc mặt của ngao cực trở nên khó coi hiển nhiên là đã bị chạm đến chỗ đau rồi dương thịnh không để ý tới người của long tộc nữa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đường tuấn nói tên nhóc trái đất kia lão phu nhìn chúng tiên quang cấm kỵ của cậu rồi cậu không có ý kiến gì chứ tôi nghĩ cậu cũng sẽ không khiến tôi cảm thấy không vui đúng không mặc dù cậu có chu tước thần quân che chở nhưng sư huynh của tôi cũng không sợ ông ta Đường Tuấn đã biết được một số chuyện từ trong cuộc đàm thoại vừa rồi, chỉ có định ý với Dương Thịnh, lạnh lùng nói sư huynh của ông là bố ông à. Lời vừa dứt, toàn bộ nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn Đường Tuấn, biểu cảm như xem có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Sắc mặt của Dương Thịnh vô cùng khó coi, nói cậu nói cái gì cơ. Đường Tuấn nói sư huynh của ông cũng không phải bố ông, ông cứ treo mãi bên miệng làm cái gì không thể không nói, những lời này của Đường Tuấn thật sự rất vui lòng người. Mỗi ngày Dương Thịnh đều treo sư huynh nhà mình ở bên miệng để ra vẻ ta đây, làm cho người ta đều cảm thấy rất không biết nói gì, sư huynh của ông ta cũng không phải cha ông ta, có cái gì phải đắc ý. Nhưng ngại ngựa tôn giả hung hăng, nên những lời này mọi người cũng chỉ là đang suy nghĩ mà thôi, ai dám thật sự nói ra khỏi miệng chứ, là chán sống rồi sao. Có vài người bội phục đường Tuấn, có người thì cười anh ngu xuẩn. Đừng nói vị ngự tôn giả có sức chiến đấu số một kia, chỉ riêng Dương Thịnh cũng không phải đường Tuấn bây giờ có thể địch nổi. Sắc mặt Dương Thịnh vô cùng khó coi, pháp lực trên người chìm chìm nổi nổi, tản mát ra từng trận gợn sóng đáng sợ, xem ra ông ta đang cố gắng áp chế lửa giận. Hai tròng mắt ông dường như muốn phun ra ngọn lửa, lạnh lùng nói, đường Tuấn, cậu sẽ hối hận. Hiện tại tôi còn muốn lợi dụng cậu đến thu tiên quang, Tạm thời sẽ không giết cậu. Chờ sau khi tôi đạt được tiên quang, tôi sẽ tra tấn cậu đến chết." Đường Tuấn khinh thường nói, thật là nhát gan. Lúc này anh cũng cảm giác được mối liên hệ giữa tiên quang và bản thân, một khi anh chết, tiên quang sẽ tự động tiêu tán. Chương 3227 Tiên quang, cuối cùng có chỗ thần kỳ gì? Trước khi đạt được tiên quang, Dương Thịnh chắc chắn không dám xuống tay với anh, cho nên mượn cơ hội này anh muốn hung hăng nhục nhã đối phương một chút. Dương Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, quay mặt đi không nhìn Đường Tuấn. Nhìn thấy bộ dáng của Dương Thịnh, trong lòng không ít người hô to thoải mái. Đường Tuấn thấy thế, anh cũng không nhàn rỗi đi khiêu khích Dương Thịnh, sắc mặt nghiêm trọng nhìn tiên quang trên không trung. Giờ phút này, tiên quang đang từng chút từng chút hình thành màu trắng sữa, giống như sinh ra từ trong hỗn độn. Vô cùng nguy hiểm lại có được lực hấp dẫn không cách nào nói thành lời đại trưởng lão long tộc ngao cực làm cường giả hiếm có long tộc vừa rồi chính là bị tiên quang cắn nuốt một bộ phận trên cơ thể bởi vậy đã có thể thấy được chỗ đáng sợ của tiên quang tiên quang cuối cùng có chỗ thần kỳ gì đường tuấn khó hiểu trong lòng và có loại sợ hãi không biết dù sao coi như là ở trung ương ngân hà đối với ghi chép tiên quang đều vô cùng ít dưới ánh mắt chăm chú của vô số người tiên quang màu trắng sữa dần dần phát sinh biến hóa, thêm một chút màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn càng thêm thần dị. Tiên quang sắp sáng thế, nhất định phải bước tiên quang ra ngay khi tiên quang tiến vào trong cơ thể đường Tuấn. Ánh mắt ngao cực nghiêm nghị, ông ta cũng nhớ tới một ít ghi chép về tiên quang trong long tộc. Hiện tại tiên quang vẫn là vật vô chủ, chỉ có người độ kiếp mới có thể tiếp xúc, những người khác nếu như mạnh mẽ tiếp xúc, thì cổ tay vĩnh viễn không thể khôi phục được của ngao cực chính là hậu quả. Nhưng một khi tiên quang tiến vào trong cơ thể người độ kiếp, loại cơ chế phòng hộ này sẽ biến mất. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tiên quang hóa thành một đạo hồng quang rực rỡ từ trên cao bắn xuống. Tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt, tiên quang đã không vào trong cơ thể đường tuấn, từng chút ánh sáng chậm rãi biến mất trên người đường tuấn. Đám người ngao cực, Dương Thịnh sửng sốt một lát, sau đó đồng loạt bay về phía đường tuấn. Đường tuấn, sao tiên quang cho chúng ta? Long tộc có thể bảo vệ cậu bình an." Giọng nói của Ngao cực lạnh như băng. Tuy rằng cổ tay ông ta đã biến mất, nhưng ông ta dùng pháp lực một lần nữa ngưng tụ ra hình thể, biến ảo ra vuốt rồng sắc bén chộp về phía Đường Tuấn. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Thịnh càn quét hư không bốn phía, trầm giọng nói, ai dám ra tay cướp tiên quang cùng tôi, chính là kẻ thù của Dương Thịnh tôi. Ông ta cũng không chỉ là cảnh cáo Ngao cực, hơn nữa còn đang cảnh cáo những người khác. Lúc này tiên quang xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều tu giả mạnh mẽ đến đây, nhưng sau khi Dương Thịnh lộ diện, những tu giả này ẩn nấp ở trong hư không, cũng không có xuất hiện. Những lời này của Dương Thịnh, chủ yếu là nói với những người này. Trong hư không truyền ra từng trận pháp lực, nhưng thật sự không ai dám xuất thủ. chương 3228 nói nhảm quá nhiều. Ngao Cực và Dương Thịnh gần như không phân biệt trước sau đi tới hai bên đường Tuấn, bọn họ không chút khách khí bắt tới đường Tuấn bọn họ ra tay không có ý lưu lực, toàn lực làm. Trong mắt bọn họ, tiên quang mới là vật có giá trị nhất, Đường Tuấn chết thì chết, bọn họ cũng không quan tâm. Ngay trong nháy mắt bọn họ cho rằng sắp đắc thủ, trong cơ thể Đường Tuấn bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Một giọng nói lớn xuất hiện trong sân, muốn chết không? Ba chữ đơn giản, lại làm cho hai người Dương Thịnh cùng Ngao Cực như gặp kẻ địch lớn, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì trong nháy mắt thanh âm này xuất hiện, thân hình hai người bị định lại, không thể động đậy. Không gian phong tỏa đại thần thông, chu tước thần quân. Hai người đều nhận ra chủ nhân của âm thanh này, sắc mặt thay đổi rõ rệt, nhưng Dương Thịnh lập tức khôi phục lại, vẻ mặt lãnh khốc mang theo sát ý, nói, lão chu tước kia đã đi tới chỗ đó, không thể xuất hiện ở chỗ này. Nhiều nhất chính là một đạo phân thân hoặc pháp lực của ông ta để lại trên người tên nhóc này. Ha ha! một bóng người hư ảo từ phía sau đường Tuấn hiện ra, hóa thành bộ dáng chu tước thần quân. Ông ta lạnh lùng nói, đây quả thực chỉ là một đạo pháp lực của tôi, nhưng cũng đủ trấn áp hai người các người rồi. Hừ! Chu tước, ông cho rằng có thể bảo vệ được tên nhóc này sao, suy cho cùng đạo pháp lực này của ông là nước không có nguồn, chờ sau khi tiêu tán, chính là giờ chết của tên nhóc này. Dương Thịnh ngẩng đầu nói, ha ha! cho ông tận mắt nhìn thấy tôi giết chết thế hệ thanh niên có tiềm lực nhất địa cầu, mà ông lại bất lực không làm gì được, loại cảm giác này có phải rất nghẹn khuất hay không? Ha ha ha, suy nghĩ một chút, thật sự là thoải mái không chịu nổi. Chu Tước thần quân có thể ngang hàng tôn giả, dĩ nhiên lại ăn quả đắng ở dưới tay tôi. Ha ha. Ầm. Um. Một nắm đấm đập vào đầu Dương Thịnh, cắt đứt tiếng cười của ông ta. Dương Thịnh nhìn Đường Tuấn trước mắt, Lửa giận trong mắt không thể ức chế, nói: "Nhóc con, cậu dám đánh tôi?" Đường Tuấn thu hồi nắm đấm, nói: "Có gì không dám? Bây giờ ông có thể làm gì với tôi?" Dưới không gian phong tỏa đại thần thông của Chu Tước thần quân, anh cũng không có bị hạn chế. Lửa giận trong mắt Dương Thịnh càng thêm nóng rực, nói: "Nhóc con, tốt nhất cậu nên chạy trốn ngay bây giờ, nếu không chờ đạo pháp lực này của lão Chu Tước tiêu tán, trên trời dưới đất sẽ không ai có thể giải cứu được cậu." chương 3229 hôm nay thật sự là mất hết mặt mũi. Ông ta là sư đệ của ngự tôn giả, bản thân cũng là một vị tu hành thần quân cảnh hậu kỳ, cả Trung ương Ngân Hà không có mấy người dám trêu chọc ông ta, nhưng hiện tại lại bị một tên nhóc địa cầu khinh thường đánh đến chảy máu mũi. Tên nhóc thối, tôi thề nhất định phải để cho sư huynh tôi tiêu diệt địa cầu các người. Dương Thịnh vẫn không thể nhúc nhích, nhưng không cản trở được ông ta nói chuyện, tôi vẫn là câu nói kia sư huynh ông là cha ông sao đường tuấn tát một cái vào má dương thịnh nằm dấu ngón tay đỏ tươi xuất hiện a a a dương thịnh giống lên ông ta gần như muốn phát cuồng Quá uất ức rồi ông ta chưa bao giờ uất ức như vậy còn ông con rồng già này cũng thiếu giáo huấn đường tuấn đá một cước lên người ngao cực ngao cực phẫn nộ không thôi nhưng vẫn nói đường tuấn cho dù chúng tôi bị không gian phong tỏa đại thần thông phong bế hành động. Nhưng tranh lệch giữa cậu và chúng tôi tựa như trời đất, cho dù chúng tôi đứng bất động mặc cho cậu đánh, cậu cũng không thể thực sự đả thương chúng tôi. Khuyên cậu một câu, đừng làm thái quá, để lại cho mình một lối thoát đi. Hành động đánh Dương Thịnh và Ngao Cực của Đường Tuấn tất nhiên khiến người ta khiếp sợ, nhưng lời nói của Ngao Cực lại khiến bọn họ tỉnh táo lại, ý vị thâm trường nhìn Đường Tuấn. Thực lực bản thân mới là người có tài, thực lực của Đường Tuấn cuối cùng yếu hơn hai người bọn họ rất nhiều. Một khi không gian phong tỏa đại thần thông chấm dứt, hậu quả của Đường Tuấn sẽ càng thêm thê thảm. Nhưng Đường Tuấn lại không quan tâm, anh đánh Dương Thịnh và Ngao Cực, tất nhiên là bởi vì chuyện trước đó, đồng thời cũng bởi vì trong cơ thể anh đang phát sinh biến hóa thật lớn, cần một nơi phát tiết. Tiên quang vào cơ thể, nguyên anh của anh lại bắt đầu tan chảy. Nguyên anh là căn bản của người tu hành, một khi xuất hiện tổn thương gần như là không thể chữa trị. Mà hiện tại nguyên anh của Đường Tuấn lại tan chảy như nước. Không chỉ như thế, nguyên khí sau khi nguyên anh tan chảy sinh ra cuồng bạo trong cơ thể anh, dường như muốn nổ tung thân thể của anh. Đánh ngao cực và dương thịnh đã trở thành một bước đột phá để anh phát tiết nguyên khí cuồng bạo trong cơ thể. Tiếng nổ bùm vang lên, đối với lời cảnh cáo của ngao cực, Đường Tuấn hoàn toàn không coi trọng anh chính là nhìn hai lão già trước mắt này khó chịu, nên muốn đánh bọn họ. Vô số người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, tên này thật sự là điên rồi sao? Hai người Dương Thịnh cùng ngao cực càng là chửi hét, không còn phong độ của thế hệ trước. Hôm nay thật sự là mất hết mặt mũi. Nhưng rất nhanh, hai người đã cảm nhận được một tia hoảng sợ. Trường 3230 đây là chỗ tốt sau khi dung hợp tiên quang sao? bởi vì bọn họ phát hiện sức mạnh của đường tuấn càng lúc càng lớn có năng lực thực sự làm tổn thương bọn họ may mắn loại cảm giác này không kéo dài bao lâu thời hiệu phong tỏa không gian đại thần thông đã đến hai người dương thịnh cùng ngao cực lấy lại tự do trên mặt dương thịnh mũi sụp xuống hai bên hai má mang theo dấu tay quần áo trên người đều rách đặc biệt là chỗ mông rách một khối lớn điều này làm cho ông ta xấu hổ và phẫn nộ ngao cực cũng không khá hơn chỗ nào giận dữ nhìn Đường Tuấn. Hai lão già không đứng đắn, lại còn mông trần. Đường Tuấn tươi cười trêu chọc. Dương Thịnh dùng pháp lực biến ảo ra một bộ quần áo, âm trầm nói, nhóc con, tôi chắc chắn sẽ để cho cậu sống không bằng chết. Thân hình ông ta biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở phía sau Đường Tuấn, đánh một quyền tới. Một quyền này mãnh liệt quỷ dị, ít nhất phải có tu vi thần quân cảnh hậu kỳ mới có thể địch lại trong mắt Dương Thịnh truyền ra sát khí nồng đậm, thời gian qua lâu như vậy, tiên quang chỉ sợ đều bị cậu luyện hóa. Vừa lúc, tôi sẽ tế luyện cậu thành linh hồn cho thần binh của tôi. Cha tấn cậu mãi mãi. Bông. Nhưng ý nghĩ trong đầu ông ta vừa động, một quyền này đã bị một bàn tay ngăn cản. Thân hình đường Tuấn lui lại vài bước, nhưng cuối cùng cũng bắt được một quyền này. Dương Thịnh dừng tay, trong mắt có chút kinh ngạc, nói cậu thực lực của đường Tuấn mạnh hơn trước gấp mấy lần, nếu như không phải lôi kiếp vừa tiêu tán, Dương Thịnh đều sẽ hoài nghi đường Tuấn có phải là người tu hành thần quân cảnh hậu kỳ hay không. Không chỉ là ông ta, Ngao Cực cũng tạm dừng ý nghĩ muốn ra tay. Đường Tuấn rũi người ra, từ trong cơ thể truyền ra một âm thanh bùm bùm, một luồng sức mạnh to lớn không thể nói nên lời từ trong tứ chi bách hải hiện ra. Vừa rồi nhận được một quyền kia của Dương Thịnh, anh cảm thấy rất thoải mái giờ phút này luận về chiến lược anh dường như không thua kém người tu hành thần quân cảnh học kỳ anh nhếch miệng cười nói với dương thịnh lão già đến phiên tôi anh hóa thành một vệt sáng đụng vào dương thịnh hừ tôi muốn xem ông có gì kỳ quái tuy rằng dương thịnh kinh hãi tốc độ chiến đấu của đường tuấn tăng lên nhanh chóng nhưng ông ta vẫn không sợ hãi ánh mắt đường tuấn ngưng lại khi dương thịnh thúc giục pháp lực nghinh chiến Đường Tuấn ngay lập tức đã phát hiện mấy sơ hở trên người ông ta. Những sơ hở này đến từ việc khai thác các khiếu huyệt và kinh mạch không đầy đủ. Cảm nhận của anh dường như cũng tăng lên rất nhiều lần. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 170.